Hãy thử hình dung về hình ảnh của hệ mặt trời. Với cái tên là hệ mặt trời, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến mặt trời trước tiên. Và nhiều hành tinh, bao gồm cả trái đất, đang quay quanh mặt trời trong hệ mặt trời. Chúng ta thường nghĩ về hệ mặt trời theo cách này, nhưng nếu xét từ góc độ khoa học thì không chính xác lắm. Hãy nhìn vào sao Mộc, hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Thực tế, sao Mộc nằm trong hệ mặt trời nhưng không quay quanh mặt trời. Nói chính xác hơn, nó đang quay quanh trọng tâm giữa mặt trời và sao Mộc. Điều này có nghĩa là mặt trời không thể đơn phương tác dụng lực hấp dẫn lên sao Mộc, bởi vì sao Mộc cũng có lực hấp dẫn riêng của mình và cũng phần nào tác động lên mặt trời. Vậy trọng tâm giữa mặt trời và sao Mộc nằm ở đâu? Khối lượng của mặt trời bằng khoảng 1.000 lần khối lượng sao Mộc. Sự ảnh hưởng nhau của hai thiên thể này tỷ lệ thuận với khoảng cách và khối lượng trọng lực mà sao Mộc tác động lên mặt trời chỉ chiếm 1/1.000 so với trọng lực mà mặt trời tác động lên sao Mộc. Vậy nên trọng tâm của mặt trời và sao Mộc là một điểm nằm giữa trên khoảng cách tâm giữa của mặt trời và sao Mộc. Khoảng cách giữa hai hành tinh là khoảng 770 triệu km. Snack KHOA học là channel về sự hình thành và phát triển của trái đất, thế giới bên ngoài trái đất và những thế lực vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy được.